vâng, xin chào toàn thể các bác nhé. Trong buổi trưa chiều ngày hôm nay thì em lại giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm đã rất là quen thuộc rồi. Thì đây vừa là giới thiệu cũng như là vừa là quay luôn cho bác chủ mới nhận hàng cho thật sự là rất là an tâm đúng không? Thì đây là sản phẩm chắc có khi các bác mà xem được video này lúc ý đã nhận được hàng rồi đúng không? Đây là sản phẩm vang vang số CAF nhập khẩu chính hãng tại công ty cổ phần AV Việt Nam đấy. Đây là phiếu bảo hành này. Đấy, các bác thấy không? Em sẽ mở ra cho các bác xem nhé. Công ty cổ phần đầu tư AV Việt Nam. Đúng không? Có địa chỉ nguồn gốc xuất xứ vô cùng rõ ràng để các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Ở đây là trong là có phiếu bảo hành này. Em sẽ mở ra cho các bác xem này. Của CAF hàng nhập khẩu chính hãng này. Có logo nhận diện CAF Việt Nam này. Đấy. Phần dưới này là phần bên đại lý giữ này. Còn phần trên này của khách hàng. Đây là thông tin của sản phẩm. Em sẽ điền thông tin cũng như là ngày mua hàng của các bác vào đây, sau đó là các bác nhận hàng, kiểm tra, thanh toán. Riêng cái phần phiếu này thì em sẽ giữ lại để đối chiếu bảo hành cho các bác trong trường hợp có lỗi. Đấy. Đây là niên này dành cho khách hàng này, còn dưới này là niên dành cho đại lý này. Đấy, thì nên em sẽ ghi điền thông tin vào và đóng gói và gửi hàng cho các bác cùng với cái phiếu bảo hành, một cái phần rất là quan trọng cho các bác. Cũng như các bác lấy mic, xe app thì em cũng có phiếu đầy đủ cho các bác để các bác hoàn toàn yên tâm nhé. Đấy. Rồi ok, xong phần phiếu. Tiếp theo đó là một dây cáp kết nối tín hiệu với máy tính để xử lý trên máy tính này. Đấy. Điều chỉnh đây là dây này, ghi rõ luôn cả nguồn gốc xuất xứ nhé. Rồi tiếp theo nữa lại là một cái đĩa phần mềm. Đĩa này thì thôi chắc có khi là bỏ đi không cần đâu các bác ạ, nhưng thật ra là rất là cần với những bác nào mà vẫn dùng máy tính mà có khay đĩa. Đấy. Chắc chắn là sẽ cần cái này. Rồi, ok, không bỏ được. Rồi và cái quan trọng nhất đó là cái dây nguồn. Không có dây nguồn thì làm sao thiết bị có điện mà sử dụng được đúng không? Đây là cái dây nguồn mà anh tặng theo. Và đây chủ đề chính trong ngày hôm nay. Đó. Em sẽ bỏ chiếc vang này ra cho các bác xem nhé. Đây là chủ đề chính trong ngày hôm nay. Nhưng mà trước khi đến chủ đề chính thì chúng ta cũng có một cái chủ đề phụ, đó là cái chiếc điều khiển hay còn gọi là remote, để các bác lựa chọn những chế độ như là mic 1, mic 2, mic 3, music 1, music 2, mic 3 hay gì đấy, thì các cái chế độ là echo thì vật nó có sẵn ở trên các cái mode này là KTV 1, FX 1, KTV 2, FX 2, KTV 3 và FX 3, KVT, KTV 4 và FX 4. Có tăng giảm effect, tăng giảm âm lượng mic, input đầu vào và tùy chỉnh tông nhạc các kiểu cho các bác lựa chọn. Thì đây lại giới thiệu lại các bác là đây là cái vang số nhưng tùy chỉnh là cơ. Đấy. Tất cả bên trong cái vang này thì đều là số hoàn toàn hết, và khi các bác về các bác chỉ cần luồn tôi biết vào tùy chỉnh như này, nó là cơ. Và có 3 nút điều chỉnh ở bên cạnh này, đây là điều khiển effect này, mic và music. Đấy. Và các bác nếu mà chọn cửa đầu vào bằng tay ý, thì các bác bấm giữ nút enter này. Sau đó nó sẽ hiện lên là các chữ để lựa chọn tín hiệu đầu vào, các bác bấm cần nháy này là tự động tín hiệu đầu vào. Đấy. Khi các bác mà đã chỉnh xong nhạc thì không cần phải lưu, tự động chiếc vang này đã lưu rồi. Đấy. chỉnh xong là lưu. Đấy. Có cả khóa cho các bác lựa chọn luôn, khóa thì hướng dẫn trong video sau. Và đây là mặt sau của chiếc vang này này các bác này. Đấy. Mặt sau thì có là input RCA này, output là RCA này, mic input là jack 6 ni này, output đây là cả jack canon này và cổng quang. Đấy, cổng quang nhé. Cái vang này thì lại hay này, có cả cổng quang, có cả bluetooth nhưng lại không có USB. Đấy, một điểm hơi bị trừ nhưng nói chung là cũng gần như không quan trọng lắm đâu các bác ạ. Các bác lưu ý nhá, USB đây là giao tiếp với máy tính chứ không phải là cắm USB vào để chơi nhạc. Rồi sau đây em sẽ mời các bác xem hình ảnh chi tiết của cái vang này các bác nhé.